xem được một bận xíu gì. À ok, 3 tỷ 7 gốc để xem bao nhiêu nào. Với 3 lượt full, 3 lượt full hơn 300 tỷ chứ, 317 rồi. Con tụt còn bố nghỉ lại ngay. Lửa bao nhiêu tỷ ở trên 10 tỷ bạn này? 4 phút lửa trên 10 tỷ, 318 trừ 3 tỷ gốc. bảy tỷ và 20 tỷ. 338. Ui giời, 335 nhé. Như vậy là gốc là BP trắng là tầm 335. 335 tỷ. Ai chà chà. Mở ba luôn. Có lửa cái đẹp rồi. Có lửa là đẹp. Ui, ba gói mà không lửa thế nào? Neymar 3.900 XP full 3 lượt. Hút lửa. Ôi giời, không lửa. Veron. Xít lửa. Không lửa luôn. Lại là Veron. Ôi giời ơi, gói chỉ định Veron rồi. Ước gì được giới hạn chỉ số 108 trở lên. Xin lửa. Không lửa. Lạm phát nó còn 18 được. Tưởng ba con Veron thì đúng khóc. Có khoảng thời gian. Nó sẽ có tùy khoảng thời gian cho anh em. À có lửa. Lửa chua, lửa chua. Tiền đạo à, là con gì nhỉ? À Jimenez à. Nghe đặt lên Raul cũng được. Jimenez LOL cũng là có tí tiền rồi. Tôi vừa cài cờ cà phê ông xong bây giờ mất đích. Lại lửa à? Ơ mình xin lửa chưa? Tiền đạo là con gì? Taremi hay là con... À The Lord à? Ờ quên mất con này đổi thì quốc tịch sang ấy. The Lord Angeri. Chứ là Pháp. Vãi nhỉ, con này nó cộng 5 là 112 cơ. The Lord LOL cộng 4, lửa liếc các kiểu là điều. Tạo ra ngọn lửa nào, niềm tin này. MC nào, không lửa. Có MC thật nhưng không lửa. Pereiro con này bằng luôn con mà chúng ta hay lọc để trong gói MC 150. Buồn, chỉ số 95. Tí có khi mở 150 lại ra con này tiếp. Công việc đúng rồi đấy, nhầm LH đấy. MC thì khác. Ra này, mấy con top MC thì là nghìn tỷ được, đúng không? Mở ra mấy ông Gulit, Balak gì đấy cũng được. Sự kiện này full là tầm trên 200 tỷ nha Nguyễn Dư. Trung bình là 220, 230 trở lên. 300 tỷ thì cần phải có tí bùng nổ mở cộng 8. Full lửa. Đấy rồi. Nhưng mà hàng này là hàng UP à? Ôi, UP chạy cánh trái. Ui, răng, 16 tỷ. Adley răng. UP, 8. Thôi cũng được, xin lửa. Gà chiên tí lửa cả. Có lửa, có lửa, có lửa. Brazil, chạy cánh à? Rovo à? Ờ, cũng được. 24 tỷ nằm trong top 25. 107 ra con này là ổn phết đấy. 111 mà. Rover Icon. Có thêm tí tiền rồi. Xin tiếp quả lửa nữa nào. Lửa chùa cũng được. Không lửa. Rồi ôi. Lại còn kiên nữa chứ. Lửa. À có lửa. Mùa LH bỉ CB vẹt tông rồi, hay là Toby. Toby vẹt tông à, vẹt vẹt tông 19 tỷ. Sự này bèo bèo trên 200 tỷ nhá. Còn trung bình người ta chơi vẫn là 230, 240. Vẹt tông hen LH8 được tầm 19 tỷ. Xin thêm quả lửa nữa. Nồi lửa lên em, có lửa rồi.
Ừ. CF là con gì? Ui dồi ôi, Boateng đấy chứ. Tuấn Minh đúng rồi, Alonso 99% về bà xã. Ra tiền này, nick này chơi là tầm 18 triệu 3 lần full. Còn nếu mà bạn chơi một lần full bình thường thì tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Kevin Boateng mới đâu nhỉ? Ghana. Cô là đi thôi. Lên ạ. À. Có lửa đẹp trai rồi, 108 đẹp nhất đó là Tô Cắm. Ôi trời, không cắm việc gì hết. Lâm. À, là chịn chịn. Nhật trường không nhá, hết cái này nghỉ thôi. Tại vì chiều tối nay tí nữa còn đi tắm xong là tối nay còn đi ăn uống. Lên hàng. Ước gì trên 100 tỷ ạ, để mà cứu nguy nick này. Cái nick này đang hơi bèo quá. Tony đang chờ Benzema hả? Được, Benzema cũng được. Đầu tiên phải thấy lửa đã, có lửa rồi. Mà quốc tịch là Hà Lan. CM á, tôi xong rồi. Hà Lan CM, Seedorp, à được. Seedorp được bao nhiêu? 363, ôi may quá. Ôi trời ơi. May quá, may quá. Sống rồi, nick này sống rồi các bạn ơi. Rồi 300 tỷ. Hà Lan CM, may còn Seedorp. Tí chết. Tí chết, tí chết. Về bờ. Đúng lúc về bờ luôn rồi, ôi sống rồi. Seedorp MC8. Có ảnh luôn. Đúng rồi, sống và lãi rồi, may quá, đủ đúng con hàng, đẹp. 1.000 tỷ không? 300 cộng thêm cái dàn kia tầm 500 rồi. 500 tỷ cộng thêm con này vào nữa. Ờ đấy, được nghìn đấy, được nghìn tỷ đấy. Hợp lý đấy, hợp lý đấy. Hồ Minh Thuận ok em ơi, thở rồi, Hồ Minh Thuận nãy giờ nín thở. Khổ thân, chưa một con nào trên 50 tỷ đấy nãy giờ. Làm Hồ Minh Thuận hơi sốc. Bán được không? Bán được, bán được. Xin phận nữa nào. Quốc tịch, quốc tịch là gì? Pháp. ST Angry à? Ui, MC luôn. Ui ôi, hoa rau đúng. Tưởng Hắc Linh. Chịu. Bây giờ còn có tài tiền Pháp, tiền đạo hoa rau mà. Trong đầu chọc thì tưởng Benzema. Mình Benzema như CF. Đủ mà. Gà cho và Pháp MC tiền đạo. Ôi ôi ôi. Nó cho quả này thì chịu rồi. Ngoài Pháp tiền đạo ra còn chết ghê nữa cơ. Quả hàng hàng rau. Thấy đầu chọc thấy quay lưng mà tưởng Angry rồi, tưởng Benzema ra hoa rau thì chịu bố. Ở top 20 với mở cái 3 gói top 70 LH thì vô tư luôn. Brazil à. Nhưng Brazil vẫn hơi nguy hiểm, Hà Lan cho tốt đi. Brazil thật tiền đạo. LB, ui dồi cặc lột. Lột là bao nhiêu tỷ? 16 tỷ, đúng con hàng gần mét luôn. Mày cày tê biệt. Cặc lột ai kiến, đúng Brazil nhận LB thì chịu không? Tiền đạo thì vui hơn, giá ST thì vui hơn. Ra béo hoặc gulit cái thì mấy con kia không cần mở là hơn 1.000 tỷ rồi. Lại Brazil, LW, vẩu à? Hay là cha? Vẩu, vẩu, vẩu. Vẩu thì thôi, nhân 2 nè. Đêm nay bay cháy pết à? Không rồi. Bởi vì hôm nay đêm nay anh đi ăn nhậu nên là mai livestream. Nào, Brazil ST cũng được hoặc là Hà Lan CF. Haber, Haber, Haber. Nó là ui Tây Ban Nha. Ôi tổ cống. Cống là 53 cũng được. Mang ra ngoài. Tô cống thì cũng được. Phạm Thịnh này chơi 3 lần full của sự kiện nâng cấp huyền thoại nhé. Hơn 18 triệu 3 lần full.
Quốc Trung đúng rồi, cờ tỷ phú thì có hai thứ ngon hơn, đó là về nổ hũ cộng thêm cái quà thành phần nó mở ra bom nhiều hơn. Còn quà thành phần của sự kiện này thì nó hơi bèo. Rồi tiếp tục nào. Ui trời ơi. Tu à. Ê tu. Toán ra con hàng Chelsea đây. Nãy ai cần Chelsea không ra thế này đi. Đèn thật. Rồi thêm làm tí 300 tỷ tổng rồi đây nha. Hơn 300 tỷ cho ba gói này nữa là nick này hoàn hảo luôn. Ui Croatia Perisic ngày đầu tiên mà hơi lởm rồi. Gói đầu tiên ra có 34 tỷ. Hơi bèo. Perisic là H8, ấy bom nhiều quá, giật lag màn hình như kìa. 34 à, hơi hơi xa đấy. Tôi tưởng trên 50 cơ, 34 vẫn hơi xa rồi. Ibra 60 tỷ à. 88 được rồi, 100 tỷ rồi. Hai con tầm 100 tỷ đã này. Thế vẫn thiếu 200 tỷ nữa hơi xa nhỉ. 200 tỷ nữa hơi xa. Có Ibra được. Thụy Điển là thấy ok. Còn con cuối phải làm thế nào bây giờ? Con cuối phải dạng từ từ KK, Balak, Gullit trở lên mới đủ. Khó nhỉ? Khó. Rất khó. Tuyển Anh nhé. Ui dồi ôi, dê già hay làm phát đây. Dê già 74 à? Ôi, cũng được. Tổng cũng được gần gần đấy đấy nhé. Gần 200 tỷ nhỉ. Cũng được được đấy. Tầm 108. Không đến nỗi tệ. Như vậy là nick này tổng thu là hơn trăm, hơn nghìn tỷ rồi. Bởi vì chúng ta còn đến tận 500 cái nữa này. Bây giờ Minh Thuận này, nếu để một hai hôm tới mà không có sự kiện gì anh dọn hết đống này nhanh nhé. Đống này anh sẽ hôm khác anh dọn cho. Hôm nay hơi mất thời gian nên chưa dọn được cái đống này. Cái đống này mở ra phải tầm mấy chục tỷ nữa. Mở ra bán đi rất nhiều hàng có khả năng nổ. Rồi xong cô ấy. Xong rồi đã sống rồi. Và tổng thu lại này. Đây còn mấy con này còn bán ngoài chưa tính tiền nhé. Ngoài này chưa tính tiền này. To nhất là có quả Seedorp nó cứu cho, cứu chúa rồi. Đấy, Lê Lai cứu chúa rồi này. Ibra, bán mắc giá được. Dê già, mắc giá được. À không, mắc giá hơi khó nhưng kệ, không sao bán. Tô Cóng. Perisic. Đấy, hơn nghìn tỷ. Hơn nghìn tỷ cho quả nick. Xong xuôi nhá. Như vậy là buổi livestream của BLBK đến lúc này là kết thúc. Đấy, buổi chiều nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người. Với test rất nhiều nick. Và riêng quả nick này chơi là 3 lượt full. Tổng số tiền bỏ ra gần 20 củ. Thu được về là nghìn tỷ. Nghìn tỷ cho quả nick gọi là chơi 3 lượt full. Còn lại thì chiều nay chúng ta đến đây. Và chúc anh em một đêm ăn lành. À quên là buổi tối chiều vui vẻ. Và ăn uống xong xuôi các kiểu rồi còn nghỉ ngơi nhá. Tối nay thì xin phép tôi sẽ không online. Tối nay đi làm tí ăn uống và nhậu nhẹ. Còn có gì nếu được thì ngày mai. Nếu được mà bạn nào mà chơi nhiều sự kiện thì chiều mai tôi lên luôn. Còn nếu sự kiện không nhiều lắm thì để tối mai lên tiếp với anh em. Còn bây giờ nghỉ nhé. Và đừng quên là đêm nay hóng quả trận 2 giờ sáng Arsenal đá của Ngoại hạng Anh nhé. Còn bây giờ cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Bye bye.